Mới đây, phía Ukraine tung tin đã có lính Nga đầu hàng khi giao tranh với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk. Tuy nhiên, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat đã phản ứng ngay với thông tin này. Thủ tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, phó cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không một binh sĩ nào của lực lượng đặc biệt Akhmat đầu hàng theo hướng Kursk. Alaudinov nói, Kẻ thù biện đặt rất nhiều chuyện về việc các binh sĩ của đơn vị lực lượng đặc biệt mát đầu hàng, về các chiến binh AIDA, nhưng điều thú vị nhất là không một chiến binh nào của chúng tôi đầu hàng. Trong khi đó, ngày 12 tháng 8, Cục An ninh Liên bang Nga FSB đã công bố đoạn video thẩm vấn một người lính Ukraine bị bắt ở vùng Kursk của Nga đoạn phim được đăng trên ấn phẩm Russia Skya Gazeta cho thấy Ruslan Pontoraski, một quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 80 của lực lượng vũ trang Ukraine. Người lính Ukraine cho biết việc chuẩn bị cho cuộc tấn công vào các vùng biên giới của Nga đã bắt đầu vào cuối tháng 7. Tù nhân chiến tranh này cho biết Ukraine được cho là hy vọng chiếm được các vùng biên giới để sau đó mặc cả với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình. Để đạt được mục đích này, lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch tiến đến Kursk và Benkoros để chiếm thêm lãnh thổ cho một thỏa thuận mặc cả trong tương lai. Người đàn ông này cũng cho biết quân đội Ukraine được lệnh nổ súng vào cư dân địa phương trong trường hợp có sự kháng cự. Tổng thống Ukraine Zelensky quyết định tấn công khu vực Kursk để cố gắng nâng cao tinh thần của lực lượng vũ trang Ukraine. Cựu trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế, Chess Freeman, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Jogging Freedom. Ông lưu ý khi bình luận về tình hình ở khu vực Kursk, về mặt chính trị, tôi nghĩ Zelensky và đội ngũ của ông đang cố gắng nâng cao tinh thần của Ukraine, vốn đang rất thấp trước tất cả những tổn thất mà họ phải gánh chịu. Theo chuyên gia này, ông Zelensky cũng cố gắng cho các chủ ngân hàng Mỹ và châu Âu thấy rằng ông vẫn có thể gây thiệt hại cho Nga nhưng đã thất bại. Freeman gọi hành động của Ukraine tấn công Kursk là một hành động tuyệt vọng. Ông kết luận, tôi không biết những đội quân này còn sống hay không, tôi chưa nghe nói họ còn sống hay không, nhưng họ sẽ gặp khó khăn. Bạn luôn chịu nhiều thương vong trên chiến trường khi tấn công hơn là khi bạn phòng thủ. Theo quan điểm của tôi, họ đã đi thẳng vào bẫy của Nga. Sáng ngày 6 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chiếm giữ một phần lãnh thổ của quận Shuzhansky thuộc vùng Kursk. Như Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội đã chặn đứng bước tiến của kẻ thù. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ kết thúc với sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine và tiếp cận biên giới nhà nước. Một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được áp dụng ở các vùng Kursk, Belgorod, và Kurs cũng áp dụng tình trạng khẩn cấp liên bang. Điện Kremlin đã lên án cuộc tấn công này là hành động khiêu khích và cáo buộc quân đội Ukraine tấn công bừa bãi vào dân thường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đã gọi cuộc xâm nhập này là cuộc tấn công khủng bố hàng loạt nhằm mục đích thể hiện ít nhất là một số hành động có vẻ bề ngoài trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine liên tục thất bại trong cuộc xung đột. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrei Zagorodnyuk, hiện là cố vấn cho chính phủ, đã nói với tờ Financial Times rằng mục đích của cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev vào khu vực Kursk không phải là giành quyền kiểm soát và giữ vững lãnh thổ Nga. Tờ báo Anh trích lời ông cho biết rằng Kiev đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công từ rất lâu trước đó. Mục đích của cuộc tấn công của Ukraine không phải là kiểm soát lãnh thổ Nga lâu dài. Zagorodnyuk nói, Chúng tôi không cần đất của Nga, chúng tôi muốn họ thất bại trên đất của chúng tôi. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố rằng mục tiêu thực sự của chiến dịch này là chuyển hướng quân đội Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến và đưa giao tranh vào Nga để ngăn cản người dân ủng hộ hoạt động quân sự chống lại Kiev. Ông tuyên bố rằng mục đích của chiến dịch này cũng là phơi bày điểm yếu của Nga và giành thế chủ động trong cuộc xung đột sau nhiều tháng Nga giành được thắng lợi ở Donbass và các khu vực khác. Jagorod Niuk, người phụ trách Bộ Quốc phòng Ukraine từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, cho biết hoạt động ở vùng Kursk cũng chứng minh khả năng của quân đội Ukraine trong việc tiến hành chiến thuật tác chiến vũ trang phối hợp mới mà họ học được từ các huấn luyện viên phương Tây. Ukraine đã phải trả giá rất đắt cho hành động của mình ở khu vực biên giới Kursk và điều này sẽ khiến phương Tây hoảng sợ lo lắng về cục diện cuộc chiến ở Ukraine. Chuyên gia anh Alexander Mekaris tuyên bố trên kênh YouTube lực lượng vũ trang Ukraine hứng chịu tổn thất rất nghiêm trọng. 29 xe tăng, một tổ hợp phòng không Patriot, ba tổ hợp tên lửa phòng không Buk và một tổ hợp phóng loạt tên lửa. Đây là hành động quá tốn kém, là một thất bại đáng sợ, thể hiện qua số lượng thương vong binh sĩ và mất mát khí tải giá trị. Ông lưu ý, chuyên gia Mekaris nhấn mạnh, trong bối cảnh Nga giành lại quyền kiểm soát tình hình trong khu vực, lực lượng vũ trang Ukraine cần rời khỏi địa bàn này để bảo toàn lực lượng. Nỗ lực duy trì vị trí sẽ dẫn đến rất nhiều binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine thiệt mạng và bị thương, ông kết luận. Trong khi đó, phó phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết Ukraine dự bí mật kế hoạch xâm nhập vào vùng Kursk của Nga. Ngày 12 tháng 8, quốc gang Buchner tuyên bố rằng không có người ủng hộ Kiev nào được thông báo trước về kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga của Ukraine buckner cho biết tại một cuộc họp báo có thông tin trái ngược nhau và đôi khi cố tình bóp méo về hoạt động này dường như được chuẩn bị rất bí mật và không có phản hồi ông không lên án hay đánh giá tình hình chỉ nói rằng mọi thứ cho đến nay có vẻ như là một hoạt động bị giới hạn về mặt không gian tuy nhiên ông lưu ý rằng các chi tiết vẫn chưa rõ ràng và do đó sẽ không khôn ngoan khi đưa ra tuyên bố công khai Buckner cho biết, Berlin và các chính phủ phương Tây đang theo dõi dân sát các thông tin ở Kursk, đặc biệt là liên hệ chặt chẽ với chính phủ Kiev về các hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kursk. Khi được hỏi liệu Ukraine có sử dụng vũ khí do Đức cung cấp trong chiến dịch này hay không, Buckner cho biết Berlin không có đủ thông tin để bình luận. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức đã làm rõ riêng rằng không có gì ngăn cản Kiev sử dụng vũ khí do Đức cung cấp trên đất Nga. Luật pháp quốc tế quy định rằng một quốc gia phòng thủ cũng có thể tự vệ trên lãnh thổ của kẻ tấn công. Không có bất kỳ trở ngại nào và Ukraine được tự do lựa chọn các phương án của mình, ông tuyên bố. Chủ tịch Đảng Dân chủ xã hội SBD Naklin Bein cũng nêu ra quan điểm tương tự khi bảo vệ quyền tự vệ của Ukraine bằng cách xâm phạm lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Đó là những gì đang xảy ra ngay lúc này, đó là một phần của chiến tranh. Bạn có thể thấy điều đó thật tàn bạo, tất cả chúng ta đều muốn hòa bình. Nhưng chúng ta cũng đang có ý thức nói rằng Ukraine phải có khả năng tự vệ, ông khẳng định. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng lý do của Kiev cho cuộc xâm lược vẫn chưa rõ ràng. Chúng ta chắc chắn sẽ nghe thêm nhiều thông tin hơn trong vài ngày tới, cho dù đó là về việc đưa Nga vào bàn đàm phán một cách nhanh chóng như một số người nghi ngờ, hay là việc gây ra tình trạng bất ổn ở phía Nga chính trị gia này tuyên bố. Như Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, chế độ Kiev đã thực hiện hành động khiêu khích quy mô lớn kế tiếp, bắn phá bừa bãi kể cả vào các chủ thể dân sự. Sáng ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chiếm giữ một phần lãnh thổ ở quận xa thuộc vùng Kursk. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch ở khu vực Kursk sẽ kết thúc với việc đánh tan kẻ thù và tiến xa biên giới quốc gia tại các vùng Kursk, Benkoros và Bryansk đã ban hành chế độ chiến dịch chống khủng bố. Ở Kursk cũng áp dụng chế độ tình trạng bất thường khẩn cấp cấp liên bang. Ủy ban điều tra Nga đã mở các vụ án hình sự, cụ thể là về các vụ tấn công khủng bố và giết người. Các nhà điều tra đang xác minh thân nhân của những đối tượng quân sự Ukraine đã ra lệnh và thực hiện mệnh lệnh tấn công vào các chủ thể dân sự. Theo người đứng đầu khu vực Alexei Smirnov, ít nhất 12 dân thường đã thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào khu vực của Nga. Phát biểu trước các quan chức tại một cuộc họp ngày 12 tháng 8, Tổng thống Putin đã lên án cuộc tấn công của Kiev vào Kursk và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các khu vực khác của Nga là cuộc tấn công bừa bãi và dân thường và cảnh báo rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine sẽ là điều không thể nếu tình trạng này còn tiếp diễn. tờ Forbes cũng nhận định rằng Kursk có thể trở thành một mặt trận lớn khác trong cuộc chiến kéo dài 29 tháng giữa Nga và Ukraine. Cả Ukraine và Nga đào hảo dọc tiền tuyến. Vào ngày thứ sáu của cuộc tiến công bất ngờ của Ukraine qua biên giới và khu vực Kursk ở miền nam nước Nga, Forbes nhận định ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine có kế hoạch ở lại khu vực này cụ thể theo Forbes lực lượng Ukraine đang đào các chiến hào trong khi đó phía nga cũng đang tiến hành đào hào dự đoán giao tranh sẽ dọc theo hoặc gần tuyến đầu Tờ Forbes cho rằng động thái này có nghĩa là việc ổn định tuyến đầu và việc Ukraine chiếm đóng lâu dài một phần của Kursk đang được cân nhắc. Phóng viên quốc phòng Nga Alexander Kachenko đã quan sát thấy các lực lượng Ukraine đảo chiến hạo ở Kursk vào ngày 12 tháng 8. Các nguồn tin của Ukraine cũng đưa tin về việc máy xúc công nghiệp đang hoạt động ở cả hai bên chiến tuyến. Cũng theo Kachenko, các cuộc tấn công của Ukraine đang chặn đứng quân tiếp viện của Nga đang cố gắng tiếp cận tiền tuyến Kursk. Các đoàn quân của Nga sẽ phải đối mặt với các nhóm trinh sát, máy bay không người lái và pháo binh của Ukraine, Artur Rehi, một nhà phân tích người Estonia, nói. Tờ Forbes cũng nhận định rằng Kursk có thể trở thành một mặt trận lớn khác trong cuộc chiến kéo dài 29 tháng giữa Nga và Ukraine. Ukraine đã bố trí hơn 10.000 quân ở Kursk và tỉnh Sumy lân cận của Ukraine. Theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine, lực lượng phía Bắc của Nga đang cố gắng di chuyển tổng cộng khoảng 4.000 quân đến tiền tuyến. Tuy nhiên, lực lượng phía Bắc giám sát 48.000 quân và cũng đang phân bổ ở Vopchan, bộ quân đội Nga phải làm suy yếu lực lượng dọc theo các mặt trận khác, có thể là mục tiêu chính của Ukraine. Có lẽ Kiev đang cố gắng chuyển hướng một số sự chú ý của Nga vào quân đội Nga đồn trú ở các vùng phía đông Ukraine. Emmanuel Chazet của Frank 24 lưu ý. Khi các chiến hào hoàn thành, sự chuyển hướng đó có thể trở thành lâu dài. Lực lượng thần tốc của Ukraine xuất trình Vào ngày thứ Ba sau khi chọc thủng biên giới phía Nam của Nga, một đoàn xe bọc thép tiến vào khu vực Kursk Oblast, một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một xe tăng T-64BV hoặc T-80BV, một xe giảm phá bom mìn UR-77, một xe công binh IMR-2 cùng xe BTR-80 và xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất đang lan bánh. Tờ Forbes nhận định rằng, từ các bối cảnh trên, chỉ có lữ đoàn tấn công đường không số 80, một trong những lữ đoàn được trang bị tốt nhất và di chuyển nhanh nhất của Ukraine mới vận hành hỗn hợp các phương tiện cũ của Liên Xô và của Mỹ việc đưa lực lượng thần tốc vào khu vực cus cho thấy ngày càng rõ ràng hơn rằng những gì đang diễn ra ở cus không phải là một cuộc đột kích mà thực sự là một chiến dịch forbes nhận định các lữ đoàn ukraina đã có ý tấn công vào nơi lực lượng nga bố trí mỏng nhất bộ chỉ huy lực lượng phòng thủ ukraina đã thành công trong việc đạt được bất ngờ trong hoạt động trung tâm chiến lược quốc phòng ukraina lưu ý Tuy nhiên đến hiện nay vẫn chưa thể chắc chắn liệu chiến dịch của Ukraine có thành công hay không. Nếu lực lượng phía bắc của Nga có thể chuyển lực lượng nhanh về rút xa, Moscow có thể làm giảm hoặc thậm chí đảo ngược thành tích của Ukraine. Tờ báo The Hill gọi cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga là gây sốc và phỏng vấn các chuyên gia thảo luận về kế hoạch của quân đội Ukraine. The Hill viết. Tuần này, quân đội Ukraine đã tiến vào Nga để tấn công một khu vực biên giới trong một cuộc tấn công bất ngờ diễn ra sau khi Kiev chủ yếu ở thế phòng thủ trong suốt một năm rưỡi qua. Bài báo viết rằng Ukraine hiện sẽ phải quyết định nên làm gì với lãnh thổ mà nước này nắm giữ ở Nga và liệu điều này có làm sao nhãng nỗ lực phòng thủ ở tuyến đầu hay không. Thomas Plusi Ewick, nghiên cứu viên tại Viện Hover thuộc Đại học Stanford, tin rằng Ukraine rất có thể sẽ rút khỏi Kursk, nhưng chỉ sau khi buộc Nga phải di chuyển một số lưỡng đoàn sẽ sử dụng vào các vị trí ở tiền tuyến. Theo ông Plusi Ewick, bây giờ họ phải di chuyển và người Nga thì khá yếu về mặt hậu cần. Ông Blusi Ewick nói thêm, đó là một động thái sáng suốt của Ukraine. Họ đã đạt được thành công to lớn khi buộc Nga phải di chuyển quân đội bằng cách chứng minh rằng Nga không có khả năng phòng thủ ở các khu vực khác. Đây là một đòn sáng mạnh vào uy tín của Putin. The Hill cũng lưu ý rằng Nga đã phải gửi tiếp viện tới Kursk và cho biết họ sẽ có thể đẩy lùi lực lượng Ukraine. Alena Kutko, phó chủ tịch phụ trách chính sách và lập trình tại tổ chức nghiên cứu Clubset cho biết, mặc dù chưa rõ cuộc tấn công sẽ diễn ra như thế nào, Ukraine đã thành công trong việc thay đổi diễn biến của cuộc chiến bằng cách xâm nhập vào Nga. Alena Kutko bình luận người ukraina đang cố gắng thay đổi cách kể chuyện về cuộc chiến trước có cảm giác rằng cuộc chiến đã trở nên khá dễ đoán và ở nhiều phía cuộc chiến đã được coi là đồng bằng bằng cách thực hiện cuộc tấn công này ukraina thực sự đã chứng minh được rằng có đủ khả năng để khiến cuộc chiến này trở nên khó lường có đủ khả năng để khiến nga bất ngờ ukraina tức tốc chuẩn bị cho đòn đáp trả từ nga Tờ Moskovsky Komsomolet MK ngày 12 tháng 8 đưa tin, các quan chức Kiev đang chuẩn bị cho phản ứng cứng rắn từ Moscow và nhằm đáp trả cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào tỉnh Kurs của Nga. Theo MK, thông tin này do tờ The Times của Anh dẫn một nguồn tin cấp cao trong Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay. Hiện giới chức Ukraine dự đoán Nga có thể sẽ phát động tấn công đáp trả nhằm vào các cơ sở quan trọng tại Kiev, trong đó bao gồm cả tòa nhà quốc hội và các tòa nhà chính phủ nguồn tin nói với The Times. Phía Nga có thể tiến hành một hành động lớn để chứng minh rằng động thái của Kiev sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt và đây có thể là vấn đề lớn đối với hệ thống phòng không của chúng tôi. Trả lời hãng thông tấn AFP, một quan chức khác của Ukraine cho biết, Kiev đang chuẩn bị cho phản ứng đáp trả của Nga, dự đoán sẽ diễn ra dưới hình thức một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở trọng yếu, trong đó có các trung tâm ra quyết định của Ukraine. Trước đó một ngày, ngày 11 tháng 8, theo MK, đại diện phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine và Kursk là tấn công khủng bố. Bà Zakharova nhấn mạnh, cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine rõ ràng mang bản chất khủng bố. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga đồng thời tuyên bố rằng, phản ứng cứng rắn từ lực lượng vũ trang Nga nhằm đáp trả động thái của Ukraine sẽ không còn lâu nữa. Trước đó, The tham gọi cuộc tấn công của Ukraine và tỉnh Kursk là quyết định rủi ro của Tổng thống Volodymyr Zelensky và là động thái khiến cả Moscow lẫn các đồng minh của Kiev ở phương Tây bất ngờ. Người phát ngôn Nhà Trắng Karin Simpier cho biết, chính quyền Mỹ không hề biết trước kế hoạch của lực lượng Ukraine ở Kursk, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Kiev độc lập quyết định các hoạt động nào sẽ tiến hành và mục tiêu nào sẽ theo đuổi. Hôm 8 tháng 8, qua bài phát biểu khẳng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chính thức lên tiếng về cuộc tấn công vào Kursk. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, Người Ukraine biết cách để đạt được mục tiêu của mình, đạt được mục tiêu trong chiến tranh không phải là lựa chọn của chúng tôi, mà chính Nga đã mang chiến tranh đến vùng đất này, họ nên cảm nhận được rõ những gì mình đã làm. Trong khi đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết, cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk sẽ giúp củng cố vị thế của Kiev trong bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào với Moscow trong tương lai. Tình hình Kursk vẫn căng thẳng. Theo quyền thống đốc Alexei Sminov ngày 11 tháng 8, tình hình tại Kursk vẫn căng thẳng. CNN dẫn báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã tiến sâu 30 km vào bên trong lãnh thổ Nga. Lực lượng Nga hiện đang giao tranh với quân đội Ukraine tại các khu định cư Ompino, Zurabli và Ochi Kolodets. Tuy nhiên, các nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine đang diễn ra mạnh mẽ. Tại trung tâm Korenovo, binh sĩ Nga nổ súng vào một đội đoàn tấn công đường không của Ukraine. Trong khi đó, tại các khu vực Sara Soroknitsa, Korenevo, Sutsa và Poki, Ukraine thiệt hại 35 binh sĩ, 5 xe tăng, 4 xe bọc thép chiến đấu và 3 xe ô tô loại khác. Tổng cộng trong vòng 24 giờ, quân đội Ukraine đã mất 230 binh sĩ và 38 xe bọc thép. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, nỗ lực của Ukraine nhằm đột phá vào quận Bolovsky, tỉnh Kursk đã bị ngăn chặn. Lãnh đạo Chechnya Ranzan Kadyrov cho biết thêm rằng lực lượng của trung đoàn Akhmat Chechnya tại Kursk vừa loại bỏ được một đoàn xe quân sự của Ukraine cùng các binh sĩ trong đoàn. Sau cuộc tấn công, lực lượng Nga cũng đã thu giữ được vũ khí và nhiều thiết bị quân sự do NATO sản xuất. Đêm 11 tháng 8, tên lửa Ukraina bị phòng không Nga bắn hạ, đã rơi xuống một tòa trung cư ở Kurs, gây ra hỏa hoạn, khiến 15 người thương vong. Hai người trong số này đang ở tình trạng nguy kịch. Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga xác định đây là tên lửa đạn đạo tốc KU đã phát nổ khi tiếp cận tòa nhà. Trước đó, các mảnh vỡ tên lửa đã rơi trúng cây cối. Theo thống kê của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã có hơn 8.000 người Nga di tản khỏi khu vực biên giới của tỉnh Kurs trong ngày 11 tháng 8. 6.000 người trong số này được đưa tới các trung tâm lưu trú tạm thời. Trước đó một ngày, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo số lượng người được di tản khỏi tỉnh Kurs đã lên tới 76.000 người. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định đoạn video mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đề nghị trao trả nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho Ukraine để đổi lấy việc ký ép hủy cuộc tấn công quân sự vào khu vực Kurs của Nga là giả mạo trắng trợn. Video nói trên đã được phát tán trên các kênh Telegram tiếng Nga và tiếng Ukraine vào ngày 9 tháng 8. Trong clip, bà Zakharova dường như tuyên bố rằng phía Nga sẵn sàng cân nhắc chuyển giao nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho đại diện của Kiev kiểm soát để đổi lấy việc lực lượng vũ trang Ukraine tự nguyện rút khỏi khu vực Kursk. Bà Zakharova chưa bao giờ đưa ra tuyên bố như vậy. Theo bộ, đoạn clip được vội vã ghép lại bằng cách sử dụng cảnh quay từ cuộc họp báo của người phát ngôn vào tháng 7. Các cơ quan đặc biệt của Ukraine, với sự hỗ trợ của các cơ quan giám sát phương Tây, tiếp tục tích cực sử dụng Deepfake và các công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo khác để phát tán thông tin sai lệch về tình hình ở các khu vực biên giới của đất nước chúng tôi. Bộ này cho biết trong buổi tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng video này là một sự làm giả thu thiện. Tuyên bố kết luận, Chúng tôi nhấn mạnh Maria Zakharova không bao giờ nói bất cứ điều gì như thế. Những bình luận xác thực của đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga có sẵn trên kênh Telegram của bà và trên các nguồn chính thức của Bộ. Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đã bị lực lượng Nga chiếm giữ vào năm 2022, bốn ngày sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự. Sau tháng sau, khu vực Zaporozhye đã bỏ phiếu gia nhập Liên bang Nga. Trong suốt năm đầu tiên của cuộc xung đột, lực lượng Nga đã ngăn chặn nhiều nỗ lực liên tiếp của quân đội Ukraine nhằm tấn công nhà máy nằm trên sông Dnieper bằng tàu đổ bộ và máy bay không người lái. Ngày 6 tháng 8, Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột nổ ra với Bộ Quốc phòng Nga ban đầu ước tính rằng khoảng 1.000 quân nhân và hàng chục xe bọc thép, bao gồm một số xe do phương Tây cung cấp, đã tham gia vào cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Các báo cáo phương tiện truyền thông sau đó cho rằng tổng lực lượng tham gia lớn hơn gấp nhiều lần và một số đơn vị tinh nguyện của Ukraine đã được rút khỏi tiền tuyến để tăng cường cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng, cuộc tiến công của Ukraine đã bị chặn lại và lực lượng dự bị của Nga đã được tái triển khai đến khu vực này để giao tranh với các đơn vị Ukraine vẫn đang hoạt động ở đó. Bộ này tuyên bố rằng Kiev đã mất tới 1.100 quân và 140 xe bọc thép trong khu vực cho đến nay.